Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất từ mặt trận phía Bắc Israel, lực lượng đặc nhiệm thuộc lữ đoàn dù của quân đội phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt 15 chiến binh Hezbollah trong các cuộc giao tranh tầm gần. Cuộc chiến ác liệt này đã hé lộ những thông tin quan trọng về chiến thuật và cơ sở hạ tầng của tổ chức khủng bố Hezbollah. Theo báo cáo, phần lớn các chiến binh Hezbollah đang ẩn náu trong các tòa nhà ở trung tâm các làng mạc Liban, chờ đợi binh sĩ IDF đến gần để phục kích. Tuy nhiên, với thông tin tình báo chính xác, lực lượng dù Israel đã bao vây nhiều thị trấn và lục soát các tòa nhà, khu vực được xác định là các khu phức hợp quân sự và nhà cửa đã bị biến thành điền đồn của khủng bố. Trong quá trình đột kích, các binh sĩ Israel đã phát hiện nhiều vũ khí, bao gồm súng cối, bệ phóng, súng trường, súng máy, kho chứa thiết bị quân sự, thiết bị nổ tự chế, IED và một hố phóng nơi ẩn giấu bệ phóng hỏa tiễn sẵn sàng bắn vào các cộng đồng phía Bắc Israel. Đáng tiếc, trong một cuộc đụng độ với tay súng Hezbollah, đại úy Benjian Falat của IDF đã hy sinh. Điểm đáng chú ý nhất trong chiến dịch này là việc phát hiện và phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah. Mặc dù không quân Israel cùng với các đơn vị pháo binh đã nhắm mục tiêu vào một số cơ sở ngầm, nhưng chỉ có các cuộc tìm kiếm trên mặt đất và hoạt động của lực lượng công binh dẫn đầu bởi đơn vị Yahalam mới có thể xác định chính xác, lập bản đồ và phá hủy hiệu quả các hệ thống ngầm này. Theo báo cáo từ hiện trường, một số địa điểm ngầm được phát hiện được xây dựng để hỗ trợ kế hoạch chiếm đóng Galilee của Hezbollah. Kế hoạch này bao gồm việc nhanh chóng tiến đến biên giới và xâm nhập vào lãnh thổ Israel như một phần của nỗ lực chiếm đóng các cộng đồng phía Bắc Israel. Chiến dịch này của IDF đã gây một đòn nặng nề cho Hezbollah không chỉ về mặt nhân sự mà còn về cơ sở hạ tầng và khả năng tác chiến. Việc phát hiện và phá hủy các cơ sở ngầm có thể làm suy yếu đáng kể khả năng của Hezbollah trong việc tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Trong khi tình hình chiến sự vẫn đang diễn biến phức tạp, IDF cũng không quên bảo đảm tinh thần cho binh sĩ. Theo chỉ thị của người đứng đầu Cục Công nghệ và Hậu cần IDF, nỗ lực sẽ được thực hiện để cho phép tất cả binh sĩ IDF ở Nam Liban đánh dấu lễ Rosh Hashanah. Các bữa ăn nóng đã được vận chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đến các binh sĩ trong các làng mạc Liban. Phái đoàn cấp cao Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã đáp xuống sân bay quốc tế Beirut Rafik Hariri vào sáng thứ Sáu, chỉ vài giờ sau khi khu vực ngoại vi sân bay bị không kích. Hình ảnh máy bay Iran hạ cánh xuống Beirut được truyền hình trực tiếp bởi hãng tin Reuters, gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ mạnh mẽ của Tehran đối với Hezbollah và Liban trong bối cảnh xung đột với Israel đang leo thang. Theo lịch trình, Ngoại trưởng Araghchi dự kiến sẽ gặp Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri, một đồng minh thân cận của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Cuộc gặp này càng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Iran và các lực lượng chống Israel tại Liban. Đáng chú ý, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà ngoại giao mà còn có sự hiện diện của hai thành viên quốc hội và người đứng đầu Hội Lưỡi Liềm Đỏ Iran. Sự đa dạng trong thành phần đoàn cho thấy Iran đang chuẩn bị một chiến lược toàn diện bao gồm cả hỗ trợ nhân đạo và chính trị đối với Liban. Ngay sau khi phái đoàn hạ cánh, Esmael Bahai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đã nhanh chóng đăng tải một thông tin trên mạng xã hội X rằng một gói viện trợ 10 tấn lương thực và thuốc men sẽ được chuyển giao đến Liban như một phần của hỗ trợ nhân đạo. Động thái này không chỉ thể hiện thiện chí của Iran mà còn là một cách để Tehran tăng cường ảnh hưởng của mình tại Liban thông qua viện trợ nhân đạo. Bahai cũng không ngần ngại nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Iran đối với Hezbollah dũng cảm, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực nên nhận ra tình hình nguy cấp mà tổ chức này đang phải đối mặt. Lời tuyên bố này được xem như một thách thức trực tiếp đối với Israel và các đồng minh phương Tây, đồng thời cũng là lời kêu gọi sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập trong khu vực. Chuyến thăm bất ngờ này của phái đoàn Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang ở mức cao chưa từng thấy. Việc Iran công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Hezbollah ngay sau các cuộc không kích vào Liban có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng động thái này của Iran có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Israel và các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giảm căng thẳng, hành động của Iran dường như đang đổ thêm dầu vào lửa. Tình hình tại Liban và khu vực Trung Đông đang trở nên ngày càng phức tạp và khó lường, với nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quy mô lớn đang hiện hữu. Thưa quý vị, trong một diễn biến gây chấn động trên chiến trường, quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã tiêu diệt thành công một trạm radar tầm xa Nebo-M của Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do Mỹ cung cấp.
Đòn đánh này được đánh giá có thể gây xáo trộn nghiêm trọng hệ thống phòng không của Moscow và mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine sử dụng vũ khí tinh vi phương Tây. Quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, việc phá hủy trạm radar này làm giảm đáng kể khả năng của quân đội Nga trong việc phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo. Tuy nhiên, họ không tiết lộ vị trí cụ thể của cuộc tấn công. Đáng chú ý, Ukraine khẳng định Nga chỉ còn lại 10 trạm radar như vậy, với mỗi hệ thống có giá trị hơn 100 triệu đô la. Truyền thông nhà nước Nga từng tuyên bố radar này có khả năng phát hiện máy bay và hỏa tiễn đạn đạo của đối phương ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng, việc phá hủy trạm radar sẽ giúp Kyiv sử dụng hiệu quả hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Anh và Scalp của Pháp được phóng từ máy bay. Ukraine đã nhận được một số lô hỏa tiễn ATACMS và một số lượng không xác định hỏa tiễn Storm Shadow và Scalp. Nhưng Kyiv liên tục yêu cầu thêm các loại vũ khí tấn công tầm xa như thế này để chống lại sự tiến công dần dần của Nga ở phía đông đất nước. Họ cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, Anh và các đồng minh khác dỡ bỏ các hạn chế, ngăn cản Ukraine sử dụng những vũ khí này trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Những yêu cầu này cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cho Kyiv, mặc dù một số tín hiệu từ các quan chức vào tháng trước. Năm 2021, giám đốc nhà sản xuất vũ khí nhà nước Nga Almaz Antey đã mô tả radar Neboem là mối đe dọa của công nghệ tàng hình. Phát biểu trong vài phát biểu được truyền thông nhà nước Moscow đưa tin vào thời điểm đó rằng radar này có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước TASS mô tả Neboem là một trong những radar tạo thành xương sống của mạng lưới dọc theo biên giới trên bộ của Nga và đến bán đảo Crimea đã sáp nhập vào năm 2018. Thưa quý vị, theo thông tin từ kênh Telegram hồ sơ gián điệp của Nga, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công táo bạo vào ngày 20 tháng 9 nhằm vào vị trí hệ thống phòng không S-400 của một đơn vị thuộc Quân đoàn Không quân và phòng không số 11 của Nga gần làng Zuralivno, tỉnh Kursk. Cuộc tấn công này được thực hiện bằng 6 máy bay không người lái tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Cụ thể, hai bệ phóng của hệ thống S-400 đã bị phá hủy hoàn toàn, một bệ phóng khác bị hư hại và trung tâm chỉ huy chiến đấu cũng bị vô hiệu hóa. Đáng chú ý, những hệ thống phòng không bị tấn công này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận hướng tới thành phố Kursk của Nga. Mặc dù nhóm vận hành đã phát hiện sự tiếp cận của các UAV, nhưng do gặp trục trặc kỹ thuật, họ đã không thể khai hỏa để đánh chặn các mục tiêu trên không. Điều đặc biệt đáng quan tâm là những hệ thống S-400 bị tấn công này được cho là thuộc lô sản xuất mới nhất năm 2023, cho thấy khả năng Ukraine có thể đe dọa ngay cả những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga. Sự kiện này không phải là lần đầu tiên Ukraine thành công trong việc tấn công hệ thống S-400 của Nga. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một video ghi lại cảnh phá hủy một hệ thống S-400 của Nga bằng hỏa tiễn GMLRS từ hệ thống phóng HIMARS đã được công bố. Ngoài ra, vào tháng 8, các nhà phân tích Osin cũng đã xác nhận việc phá hủy một hệ thống S-400 khác của Nga tại Simferopol bị chiếm đóng, dựa trên các hình ảnh vệ tinh. Cuộc tấn công này một lần nữa chứng minh khả năng tác chiến ngày càng tinh vi của Ukraine, có thể đe dọa ngay cả những hệ thống phòng không được coi là bất khả xâm phạm của Nga. Điều này có thể buộc Nga phải xem xét lại chiến lược phòng không của mình, đặc biệt là trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ gần biên giới Ukraine. Trong một diễn biến gây chấn động, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào sâu lãnh thổ Nga nhắm vào sân bay quân sự Borisoglebsk thuộc vùng Voronezh giáp biên giới. Thông tin này được xác nhận bởi một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine SBU và các báo cáo từ phía Nga. Theo nguồn tin từ SBU, cuộc tấn công diễn ra vào đêm qua và kéo dài đến sáng hôm nay, nhắm vào các kho chứa bom dẫn đường chính xác KAB, máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35, cùng các kho nhiên liệu hàng không tại sân bay. Mục tiêu của Ukraine là làm suy giảm khả năng Nga sử dụng các loại bom KAB có sức tàn phá lớn để khủng bố các thành phố Ukraine. Mặc dù chưa có thông tin chính xác về số lượng máy bay bị hư hại, nhưng hình ảnh vệ tinh đã cho thấy có ít nhất 4 đám cháy trong khu vực. Hệ thống thông tin hỏa hoạn cho quản lý tài nguyên của NASA cũng ghi nhận nhiều đám cháy xung quanh Borisoglebsk trong 24 giờ qua. Phía Nga cho biết họ đã đánh chặn 113 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 25 chiếc ở vùng Voronezh. Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gushev thông báo rằng khoảng 30 UAV Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không hoặc bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử.
Ông cũng cho biết một người bị thương và 16 ngôi nhà bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. Cuộc tấn công này là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng không kích của Nga. Một trong những vấn đề lớn nhất của Kyiv là kho bom thời Liên Xô khổng lồ của Nga, bao gồm các loại bom dẫn đường khác có sức tàn phá lớn và khó đánh chặn. Máy bay chiến đấu Nga có thể lượn ngoài tầm phòng không của Ukraine để thả bom, gây tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần dọc theo các tuyến đầu và các thành phố bị nhắm mục tiêu. SBU tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực để giảm khả năng kẻ thù khủng bố các thành phố hòa bình của Ukraine bằng máy bay chiến đấu được trang bị khác. Nguồn tin Ukraine nhấn mạnh việc phi quân sự hóa các sân bay quân sự Nga sẽ tiếp tục bởi vì kẻ thù không nên cảm thấy thoải mái ngay cả trên lãnh thổ của mình. Theo thông tin độc quyền từ phong trào kháng chiến ATES, một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào các cơ sở quân sự Nga có thể sắp xảy ra. Các chiến sĩ kháng chiến Ukraine đã phát hiện dấu hiệu Nga đang gấp rút tăng cường phòng thủ trên bán đảo Crimea, chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công dữ dội. Cụ thể, phong trào ATES báo cáo về hoạt động vận chuyển hỏa tiễn ồ ạt tới các hệ thống phòng không khác nhau trên bán đảo Crimea. Theo các chiến sĩ kháng chiến, điều này cho thấy lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự của họ và đang cố gắng tăng cường phòng thủ. Đáng chú ý, một điệp viên của phong trào đã phát hiện một tuyến đường vận chuyển hỏa tiễn tới hệ thống phòng không S-300 gần cầu Kerch, công trình huyết mạch mà quân chiếm đóng Nga đang cố gắng bảo vệ bằng mọi giá. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các tuyến đường vận chuyển hỏa tiễn và xác định các hệ thống phòng không để làm suy yếu phòng thủ và kẻ chiếm đóng và giúp lực lượng phòng vệ Ukraine giành thắng lợi, thông báo của ATES nêu rõ. Trước đó, các chiến sĩ kháng chiến Ukraine cũng đã phát hiện các kho đạn dược và hệ thống hỏa tiễn phòng không bớt M1 tại tỉnh Donetsk. Những thông tin này cho thấy Nga đang trong tình trạng báo động cao, chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công có thể sắp xảy ra từ phía Ukraine. Điều này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đặc biệt là bán đảo Crimea. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ kháng chiến trong việc cung cấp thông tin tình báo quý giá, Ukraine có thể đang có lợi thế chiến lược quan trọng trong việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sắp tới. Điều này có thể dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Quân đội Ukraine có vẻ đã tấn công thành công một kho đạn dược của quân đội Nga tại tỉnh Kursk. Hàng loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận gần thành phố Kurchatov, cách nhà máy điện hạt nhân Kursk chỉ 5 km. Ban đầu, các kênh truyền hình của Nga lan truyền thông tin về một vụ cháy gần nhà máy điện hạt nhân Kursk và cáo buộc Ukraine sử dụng bom hàng không của Pháp. Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine và mảnh vỡ rơi xuống một công trình phụ trợ không liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, tình hình đã có bước ngoặt bất ngờ khi cố vấn của thống đốc Kursk Roman Aleksin đã gián tiếp phủ nhận tuyên bố của cấp trên. Aleksin xác nhận rằng không có gì rơi xuống nhà máy điện hạt nhân, nhưng đồng thời cũng bác bỏ thông tin về mảnh vỡ rơi xuống công trình phụ trợ. Thay vào đó, ông tiết lộ về vụ việc ở Kurchatov, theo thông tin đối phương đã đánh trúng mục tiêu, tất cả đều đã chứng kiến vụ nổ và sự kích nổ khẩn cấp. Lời khai của Aleksin về việc kho đạn bị trúng đòn được xác nhận bởi các video do người dân địa phương quay lại. Trong một đoạn video có thể nghe rõ âm thanh của các vụ nổ liên tiếp tại hiện trường. Hơn nữa, giọng nói nền trong video đề cập đến các binh sĩ đang chạy, càng củng cố thêm giả thuyết rằng một mục tiêu quân sự đã bị tấn công. Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai Lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã bác bỏ những cáo buộc của các nhà tuyên truyền Nga về cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân. Ông nhấn mạnh rằng không có lý do gì để tấn công nhà máy điện. Trước đó có thông tin cho rằng quân đội Nga đã hạn chế việc đi vào Kurchatov và thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh thành phố, lo ngại về khả năng quân đội Ukraine tiến vào khu vực. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang đáng kể khi Israel tiến hành một loạt cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban. Theo nguồn tin thân cận với Hezbollah, Israel đã thực hiện 11 cuộc không kích liên tiếp vào khu vực được coi là thành trì của nhóm vũ trang này. Các phóng viên AFP tại Beirut và các khu vực lân cận đã xác nhận nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn với cường độ đủ mạnh để kích hoạt còi báo động trên ô tô và khiến nhiều tòa nhà rung chuyển. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh Israel đang cân nhắc các phương án trả đũa mạnh mẽ sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo của Iran vào ngày thứ Ba. Các nguồn tin từ chính phủ Israel cho biết nước này đang xem xét khả năng tấn công vào các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran, một động thái có thể làm leo thang đáng kể tình hình trong khu vực.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận rằng Washington đang tham gia vào các cuộc thảo luận về khả năng Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không cho phép mà chỉ tư vấn cho Israel và quyết định cuối cùng sẽ do chính phủ Israel đưa ra. Phát ngôn này của Biden đã gây ra sự gia tăng đáng kể trong giá dầu thế giới, phản ánh mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ phản ứng nào từ phía Israel cũng sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn từ Tehran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng nước này không muốn chiến tranh nhưng sẽ đáp trả quyết liệt nếu Israel vượt qua ranh giới đỏ. Tình hình căng thẳng này đã gây ra lo ngại sâu sắc trong khu vực, đặc biệt là từ các quốc gia vùng vịnh. Một số nước đã hỗ trợ Israel trong việc đánh chặn hỏa tiễn của Iran và hiện đang lo ngại về khả năng các cơ sở dầu mỏ của mình có thể trở thành mục tiêu của Tehran. Cuộc không kích vào Beirut được xem là một phần trong chiến lược của Israel nhằm làm suy yếu Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm chính của Iran tại Liban. Trong hai tuần qua, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Hezbollah, gần như tiêu diệt toàn bộ chỉ huy cấp cao của nhóm, bao gồm cả thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah. Tình hình hiện tại được coi là khoảnh khắc sự thật đối với cái gọi là trục kháng chiến do Iran thành lập, bao gồm các nhóm như Hezbollah, Hamas và Houthi. Với Hezbollah bị suy yếu đáng kể và cuộc tấn công mới nhất vào Beirut, cuộc xung đột hiện nay có thể được xem là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel, với Liban trở thành một trong những điểm nóng chính. Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực ngăn chặn sự leo thang thêm, tình hình vẫn còn rất căng thẳng và không chắc chắn. Các động thái tiếp theo của cả Israel và Iran cũng như phản ứng của Hezbollah đối với cuộc không kích mới nhất sẽ có tác động sâu rộng không chỉ đối với khu vực Trung Đông mà còn đối với an ninh và kinh tế toàn cầu. Trong một diễn biến đáng chú ý làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, có nhiều thông tin cho rằng không quân Israel đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo nhắm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria. Sự kiện này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong tình hình khu vực khi lần đầu tiên Israel nhắm mục tiêu vào một cơ sở quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria. Theo báo cáo từ tờ Bild, một phóng viên đối lập Syria tên là Abdullah al-Musa đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công. Theo ông, cuộc không kích xảy ra chỉ một giờ sau khi một máy bay Iran hạ cánh tại căn cứ, được cho là chở một lô vũ khí dành cho tổ chức Hezbollah. Những hình ảnh và video được ghi lại từ thành phố Jebla lân cận đã cho thấy những vụ nổ mạnh phát ra từ hướng căn cứ, củng cố thêm cho những tuyên bố về cuộc tấn công. Trong nhiều năm qua, Israel đã liên tục nỗ lực ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí cho Hezbollah qua lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ nhắm vào mục tiêu một cơ sở quân sự của Nga, một động thái có thể dẫn đến những hậu quả địa chính trị đáng kể. Một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận thông tin về việc máy bay Iran hạ cánh tại căn cứ không quân Nga trước cuộc tấn công. Theo nguồn tin này, mục tiêu của Israel là lô hàng được vận chuyển trên chiếc máy bay này được ngụy trang dưới dạng hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Liban. Tuy nhiên, có những thông tin trái chiều về vị trí chính xác của cuộc tấn công. Một số nguồn tin cho rằng cuộc không kích của Israel không nhắm trực tiếp vào căn cứ mà là một địa điểm cách đó khoảng 700 mét, nơi được cho là đang lưu trữ số vũ khí mới được chuyển đến. Đáng chú ý, theo các báo cáo, Nga đã cố gắng đánh chặn các tên lửa của Israel nhưng không thành công. Sự kiện này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình hình an ninh tại Syria và mối quan hệ phức tạp giữa các bên liên quan. Nó cũng phản ánh sự leo thang trong chiến lược của Israel nhằm ngăn chặn sự gia tăng ảnh hưởng của Iran trong khu vực, đặc biệt là việc hỗ trợ cho Hezbollah. Phản ứng chính thức từ các bên liên quan vẫn chưa được đưa ra, tuy nhiên sự kiện này chắc chắn sẽ có những tác động đáng kể đến tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Nó có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Nga và Israel, đồng thời tạo ra những thách thức mới trong nỗ lực ổn định tình hình tại Syria. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở Liban đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, khiến cho tình hình tại dải Gaza và triển vọng đàm phán ngừng bắn bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Diễn biến này gây ra lo ngại sâu sắc trong cộng đồng người Palestine khi các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng chục người tại Gaza trong tuần qua. Cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã gia tăng đáng kể trong hai tuần qua. Các cuộc đụng độ đã lan rộng vào sâu trong lãnh thổ Liban, làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng nổ một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel vào tối thứ Ba, khiến Tel Aviv cam kết sẽ có phản ứng đau đớn. Hussein Ali, một cư dân 45 tuổi ở thành phố Gaza, chia sẻ qua ứng dụng chat. Sự chú ý hiện đang tập trung vào Liban, điều này có nghĩa là cuộc chiến ở Gaza sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Ali cho biết gia đình anh đã phải di dời 7 lần kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
mặc dù cả Israel và Hamas đều tuyên bố rằng xung đột ở Liban có thể giúp kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Nhiều nhà phân tích, quan chức từ các quốc gia trung gian và người dân Gaza vẫn tỏ ra hoài nghi. Ashraf Abuhun, tổng biên tập tờ báo nhà nước Al-Aram của Ai Cập, nhận định rằng việc chú ý chuyển sang Liban có thể kéo dài cuộc chiến ở Gaza. Ông cảnh báo, điều nguy hiểm nhất không phải là sự chú ý của truyền thông đang chuyển hướng, mà là việc không ai trên thế giới hiện đang nói về một thỏa thuận hay lệnh ngừng bắn, và điều đó giải phóng bàn tay của Israel để tiếp tục chiến dịch quân sự và kế hoạch của họ ở Gaza. Trong khi đó, tại Gaza, không có dấu hiệu cho thấy Israel sẽ giảm cường độ tấn công. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, các nhân viên y tế địa phương đã báo cáo ít nhất 99 người Palestine thiệt mạng. Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, ít nhất 41.788 người Palestine đã thiệt mạng và 96.794 người bị thương. Các nỗ lực đàm phán ngừng bắn do Ai Cập dẫn đầu đã không đạt được tiến triển đáng kể. Một quan chức thông thạo về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza cho biết, không có gì sẽ xảy ra cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11, bởi vì không ai có thể gây áp lực hiệu quả lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Điều này là trở ngại chính cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong bối cảnh này, người dân Gaza lo sợ rằng thế giới đang dần mất đi sự quan tâm đối với hoàn cảnh của họ. Gada, một người mẹ 50 tuổi có 5 con đang sinh sống trên một căn lều ở thành phố Deir al-Balah, nơi 1 triệu người đang tìm nơi trú ẩn, đã bày tỏ: "Chúng tôi cảm thông với người dân Liban và không muốn họ phải trải qua sự tàn phá và đói khổ mà chúng tôi đang phải chịu đựng. Tôi lo sợ rằng thế giới đã trở nên ít quan tâm hơn đến những gì đang xảy ra với chúng tôi ở đây." Thưa quý vị, Israel từ lâu coi chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa và có thể nhắm đến các cơ sở này để trả đũa vụ tập kích hỏa tiễn của Tehran, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình. Các lãnh đạo Iran cũng từng tuyên bố các cơ sở hạt nhân này là làn ranh đỏ đối với họ. Để tấn công cơ sở hạt nhân Iran, hỏa tiễn của Israel sẽ phải bay qua không phận bên thứ ba như Jordan, Ả Rập Xê Út hoặc Iraq. Iran đã phân tán các cơ sở hạt nhân của mình tại nhiều khu vực, thậm chí xây dựng ngầm trong bon ke kiên cố, khiến đối phương khó có thể phá hủy chúng hoàn toàn. Dù vậy, Israel đã thể hiện được năng lực tập kích vào các mục tiêu ở khoảng cách xa, như nhắm vào Houthi ở Yemen và hồi tháng 4 từng phóng máy bay không người lái vào mục tiêu gần thành phố Natan ở miền Trung, nơi có cơ sở làm giàu uranium được coi là cốt lõi trong chương trình hạt nhân Iran. Một số quan chức Mỹ nhận định cơ sở hạt nhân Natan có thể là mục tiêu hàng đầu mà Israel nhắm tới trong đòn đáp trả lần này. Cơ sở nằm ở khu vực bằng phẳng phía nam thủ đô Tehran, gồm hai nhà máy làm giàu uranium. Nhà máy thí điểm làm giàu nhiên liệu PFEP được xây dựng trên mặt đất, còn nhà máy làm giàu nhiên liệu FEP quy mô lớn hơn nằm kiên cố dưới lòng đất. Một nhóm đối lập lưu vong Iran năm 2002 tiết lộ rằng Natan được Iran xây dựng trong một dự án bí mật, châm ngòi cho cuộc đối đầu ngoại giao với phương Tây liên quan chương trình hạt nhân của Tehran kéo dài đến nay. Mỹ, Anh và Pháp năm 2009 cho biết Iran đã âm thầm xây dựng cơ sở Fordo suốt nhiều năm và không thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Quy mô và thiết kế của cơ sở này không phù hợp với một chương trình hạt nhân vì hòa bình, ông Barack Obama, Tổng thống Mỹ khi đó nói. Iran còn có trung tâm công nghệ hạt nhân quy mô lớn ở ngoại ô Isfahan, thành phố lớn thứ hai của đất nước. Cơ sở Isfahan có trang thiết bị để sản xuất thanh nhiên liệu uranium, quy trình đặc biệt nhạy cảm bởi nó có thể làm lõi cho bom hạt nhân. Iran đã xây dựng một phần trung tâm nghiên cứu lò phản ứng nước nặng, tên gọi ban đầu Arak, hiện là Kondat. Các lò phản ứng nước nặng gây lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân vì chúng có khả năng sản xuất plutonium, chất có thể làm giàu tương tự uranium và làm lõi bom nguyên tử. Theo thỏa thuận JCPOA, Iran phải ngừng hoạt động xây dựng ở Kondat. Lõi các lò phản ứng được tháo gỡ và đổ bê tông vào để vô hiệu hóa. Lò phản ứng được thiết kế lại để sản xuất tối thiểu plutonium, không tạo ra plutonium tiêu chuẩn vũ khí. Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA dưới thời Tổng thống Donald Trump, Iran thông báo với IAEA rằng họ dự định đưa các lò phản ứng ở Kondat hoạt động trở lại vào năm 2026. Tại Tehran, Iran có các cơ sở nghiên cứu hạt nhân, bao gồm cả lò phản ứng nghiên cứu Tehran TRR. TRR sản xuất đồng vị phóng xạ, y tế, giúp điều trị ung thư và chẩn đoán trong y học hạt nhân. TRR là tiêu điểm trong quá trình đàm phán JCPOA bởi nó có thể dùng cho mục đích quân sự. Cơ sở ở Parchin, cách Tehran khoảng 30 km về phía đông nam, là nơi thử nghiệm chính thức vũ khí thông thường và hỏa tiễn. Một số thông tin cho rằng nơi này có thể liên quan phát triển vũ khí hạt nhân. Năm 2021, các báo cáo cho thấy Iran có thêm một cơ sở ở làng Sanjarian, cách Tehran khoảng 30 km về phía đông, bị nghi là nơi chế tạo bộ phận của hệ thống kích nổ.
gần thành phố Karaj, cách Tehran khoảng 40 km về phía Tây, là trung tâm công nghệ hạt nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế. Cơ sở này cũng có thể được dùng để sản xuất và phát triển máy ly tâm làm giàu uranium. Tháng 6 năm 2021, các nguồn tin Iran cho biết cơ sở là mục tiêu của một âm mưu phá hoại bất thành. Buzhar là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động ở Iran. Cơ sở nằm ở ven vùng vịnh, sử dụng nhiên liệu từ Nga. Moscow sẽ thu hồi nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để tránh nguy cơ phổ biến hạt nhân. Ali Vaez, giám đốc chương trình Iran tại ICJ, tổ chức phi lợi nhuận chuyên phân tích các cuộc khủng hoảng trên thế giới, trụ sở tại Mỹ, nhận định Israel có thể chớp lấy cơ hội sau đòn tập kích hỏa tiễn của Iran để tấn công các cơ sở hạt nhân, trong bối cảnh lá chắn phòng vệ của Tehran là lực lượng Hezbollah ở Liban đã suy yếu. Hezbollah là nhóm vũ trang trong cuộc kháng chiến được Iran hậu thuẫn để ứng phó ảnh hưởng của Israel và Mỹ tại Trung Đông. Sự hiện diện của nhóm ở miền nam Liban từng được coi là chính sách bảo hiểm của Iran nhằm tránh Tel Aviv tấn công cơ sở hạt nhân hoặc giới lãnh đạo của Tehran. Tuy nhiên, Hezbollah gần đây chịu tổn thất nặng nề từ chiến dịch không kích của Israel. Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông để bảo vệ Israel trước các nguy cơ bị tập kích tiếp theo. Với Tel Aviv, đây là cơ hội trăm năm có một để xử lý mối đe dọa lớn từ Tehran, vốn đã hiện hữu suốt nhiều thập kỷ qua, Vaez đánh giá. Mỹ, đồng minh chính trị và quân sự lớn nhất của Israel, không ủng hộ Tel Aviv tấn công cơ sở hạt nhân của Tehran để trả đũa. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett viết trên X rằng Israel phải hành động ngay để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Chúng ta đã có lý do, chúng ta đã có công cụ, ông Bennett cho biết. Israel cho biết đang cân nhắc tấn công các giàn khoan dầu, địa điểm hạt nhân của Iran. Các phương tiện truyền thông dẫn lời các quan chức Israel cho biết hôm thứ Tư rằng Israel có thể đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn của Iran vào thứ Ba bằng cách tấn công vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, chẳng hạn như giàn khoan dầu khí đốt hoặc dầu mỏ, hoặc trực tiếp nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Theo đó, một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể tàn phá nền kinh tế của quốc gia này, và bất kỳ phản ứng nào được cân nhắc cũng có thể đánh dấu một sự leo thang khác gần một năm sau cuộc chiến đang diễn ra, bắt đầu khi nhóm khủng bố Hamas tấn công Israel vào tháng 10/2023. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp với các giám đốc an ninh của Israel tại trụ sở IDF ở Tel Aviv vào thứ Tư, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố. Văn phòng Thủ tướng đã công bố một bức ảnh từ cuộc họp cho thấy Netanyahu đang tụ tập với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tham mưu trưởng IDF Trung tướng Hezi Halevi, Giám đốc Mossad David Barnier và Giám đốc Shin Bet Ronen Bar. Ngoài ra còn có Thiếu tướng Ronen Goffman, trợ lý quân sự của Netanyahu, và Tzachi Breitman, Tham mưu trưởng của Thủ tướng. Cuộc thảo luận diễn ra sau một cuộc họp kéo dài nhiều giờ của nội các an ninh trong một bunker bên dưới Jerusalem vào đêm thứ Ba. Cuộc họp đó kết thúc với sự hiểu biết rằng Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng quân sự. Netanyahu tuyên bố sau cuộc tấn công rằng Iran đã phạm một sai lầm lớn tối nay và họ sẽ phải trả giá, đồng thời thề rằng bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ tấn công họ. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz trong một tuyên bố hôm thứ Ba đã tuyên bố chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo đã vượt qua làn ranh đỏ và nhà nước Israel sẽ không im lặng trước cuộc tấn công tội phạm của Iran vào công dân của chúng tôi. Gallant viết trên X, Iran chưa học được bài học đơn giản, những kẻ tấn công nhà nước Israel sẽ phải trả giá đắt. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cũng cho biết trong một tuyên bố vào sáng thứ Tư rằng phản ứng phải cứng rắn và gửi một thông điệp rõ ràng tới toàn bộ trục Iran và thế lực Iran hậu thuẫn ở Yemen, Syria, Liban và Gaza. Một số tiếng nói còn đi xa hơn, kêu gọi Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân và các địa điểm công nghiệp dầu mỏ của Iran và đe dọa chính chế độ này. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett phát biểu trên CNN hôm thứ Ba ngay sau vụ tấn công, đã gọi khoảnh khắc này là cơ hội 50 năm mới có một lần. Bennett cho biết, chúng ta cần phải xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran, chúng ta cần phải tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và chúng ta cần phải tấn công chính chế độ này ngay lập tức. Đồng thời lưu ý rằng Hezbollah và Hamas đang ở thời điểm yếu kém lịch sử sau một năm chiến tranh. Đã đến lúc phải tấn công, phá hủy chương trình hạt nhân và cuối cùng là cho phép người dân Iran vùng lên, những người dân Iran tuyệt vời, những người đang chịu một trong những chế độ tồi tệ nhất trên trái đất, ông nói. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh. Molly Fan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.